Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 5 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị bàn giải pháp sản xuất vụ mùa năm 2019 và vụ đông năm 2019-2020. Công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính các sở ngành huyện thị xã thành phố năm 2018. Một số địa phương công tác cải cách hành chính còn chưa thực hiện nghiêm túc. Các địa phương khẩn trương thu hoạch lúa xuân, năng suất đạt cao. Diện tích trồng vải trứng, giống vải đặc sản của Hưng Yên bán được giá cao. Phong trào khu dân cư 3.0 lan tỏa sâu rộng tại các địa phương của thị xã Mỹ Hảo. Bắt giữ 6 đối tượng người tỉnh Sơn La về huyện Văn Lâm thuê nhà trọ để bán ma túy. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị bàn giải pháp sản xuất nông nghiệp vụ mùa năm 2019 và vụ đông năm 2019-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Vụ đông xuân năm nay, toàn tỉnh gieo cấy trên 31.000 ha, hiện đã và đang bắt đầu thu hoạch, năng suất dự kiến đạt khoảng 67 tạ một ha. Do thời tiết năm nay có nhiều diễn biến không có lợi, nên tỷ lệ nhãn vải ra hoa đạt khoảng 50%, cây có múi đạt gần 90%, cây rau màu là trên 7.000 ha. Diện tích trồng vải đã bắt đầu cho thu hoạch, giá bán cao hơn khoảng 1,5 lần so với năm ngoái. Tình hình chăn nuôi gặp khó khăn do dịch bệnh trên đàn lợn, hiện toàn tỉnh đã tiêu hủy khoảng 90.000 tấn. Đàn gia cầm tăng trên 11% với gần 9 triệu con, đàn trâu bò tăng 1,8%. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu trước mắt các sở ngành địa phương tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa với phương châm xanh nhà hơn già đồng, tổ chức giữ nước sau thu hoạch để chủ động sản xuất vụ mùa. Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn cần đánh giá khách quan, nhận định tình hình chính xác, trên cơ sở đó đưa ra phương án kế hoạch sản xuất vụ tới, kiên quyết loại bỏ các giống nhiễm bệnh như Bắc Thơm số 7 thay bằng diện tích lúa nếp thơm Hưng Yên vì đây là giống có nhiều ưu điểm vượt trội cả về chống chịu sâu bệnh, phù hợp thổ nhưỡng, giá bán cao. Đồng chí yêu cầu các ngành, các địa phương chủ động khơi thông dòng chảy trên hệ thống thủy lợi nội đồng, tổ chức tốt công tác tuyên truyền quảng bá thương hiệu để tiêu thụ vải nhãn cũng như các loại hoa, cây cảnh, cây ăn quả khác. Tiếp tục tổ chức tốt công tác phòng dịch, cùng với đó tạo điều kiện khuyến khích để tiêu thụ thịt lợn và các sản phẩm từ lợn, tuyệt đối không để các hộ chăn nuôi tái đàn sớm, thường xuyên điều chỉnh giá hỗ trợ theo thị trường và thời điểm nhưng phải kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng trục lợi trong quá trình tiêu hủy. Khuyến khích tăng cường chăn nuôi gia cầm, thủy sản để thay thế thịt lợn, đảm bảo nguồn thực phẩm, tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, ngăn chặn tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch, có phương án thu gom tái sản xuất. Về cơ cấu vụ đông, cần đưa vào các giống cây trồng hiệu quả hơn, thực hiện chủ trương không hỗ trợ vụ đông với một số cây như ngô, bí các loại vì hiệu quả kinh tế không cao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm đã tới tặng quà cho người lao động công ty sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam. Đây là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản, công ty đang tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động với thu nhập bình quân từ 12 đến 13 triệu đồng một tháng, trong đó hơn 46% lao động quê Hưng Yên. Thời gian qua, công ty đã có nhiều hoạt động ý nghĩa quan tâm đến đời sống người lao động, tiêu biểu như xây dựng nhà ăn đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, sân thể thao, trung tâm chăm sóc sức khỏe công nhân. Các hoạt động nhân đạo giúp đỡ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ chi phí nhà trọ gửi trẻ. Bí thư Huyện ủy Văn Lâm đã trao tặng 10 suất quà cho các bộ phận sản xuất, gửi lời thăm hỏi động viên đến toàn thể cán bộ người lao động và đánh giá cao sự đóng góp của các công ty đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời đề nghị ban lãnh đạo công ty tiếp tục quan tâm chăm lo hơn nữa đến đời sống người lao động, tạo môi trường sản xuất an toàn, lành mạnh. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tỉnh Hưng Yên năm 2018. Theo đó, chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã được đánh giá qua 8 chỉ số thành phần, gồm chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông.
Kết quả chấm điểm có 3 huyện, thành phố đạt tốt là huyện Văn Lâm, thành phố Hưng Yên và huyện Yên Mỹ. Các huyện, thị xã còn lại đạt loại khá. Kết quả chấm điểm ở những sở ngành đạt kết quả tốt là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Công thương. Các sở còn lại đạt kết quả khá. Hôm nay, Quốc hội dành cả ngày thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. Đại biểu cho rằng chất lượng quy hoạch đô thị còn thấp, thể hiện tư duy nhiệm kỳ áp đặt ý chí cá nhân, thậm chí có dấu hiệu lợi ích nhóm, chạy theo nhà đầu tư chi phối, dẫn dắt, làm thay đổi quy hoạch, thậm chí làm nát quy hoạch ban đầu. Đại biểu đề nghị chính phủ chỉ đạo thắt chặt kỷ cương trong quy hoạch, quản lý quy hoạch, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm trách nhiệm nhằm chặn đứng tình trạng trên. Đại biểu cũng đề nghị chính phủ thực hiện giao đất cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá có chế tài, xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp sử dụng đất lãng phí, không đúng mục đích, sai phạm. Theo đại biểu, việc triển khai thực hiện các dự án quy hoạch chuyên ngành còn chậm, thiếu đồng bộ, thiếu kết nối. Các dự án nhà ở thương mại dịch vụ không đáp ứng nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Nhà cao tầng ở các đô thị lớn phát triển quá nhanh, gây quá tải, tăng dân số cơ học, gây ách tắc giao thông, khuôn viên, khu vui chơi giải trí, bãi đậu xe bị lấn chiếm, gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Đại biểu kiến nghị chính phủ quản lý chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch để không tăng mật độ xây dựng, quy mô dân số đô thị, đảm bảo cây xanh, công viên, bãi đỗ xe, các hạ tầng xã hội khác. Đồng thời, chính phủ, Quốc hội cần chỉ đạo các cơ quan xây dựng cơ chế giá đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai minh bạch, quyền sử dụng đất là hàng hóa, phải tuân theo quy luật cung cầu của thị trường để thực hiện tài chính đất đai. Tiếp theo chương trình thời sự xin được chuyển sang các tin tức về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các diện tích lúa của huyện Tiên Lữ đang vào giai đoạn chín rộ, bà con nông dân tập trung xuống đồng thu hoạch. Tính đến ngày 27 tháng 5, huyện Tiên Lữ đã thu hoạch được 1.200 ha trên tổng số 3.800 ha lúa xuân của toàn huyện. Một số địa phương đã thu hoạch được trên 50% diện tích như ở các xã Hưng Đạo, Cương Chính, Nhật Tân. Các giống lúa chủ yếu là Sơn Lâm, Thiên Ưu, Đài Thơm 8, TBR-279. Năm nay, thời tiết tương đối thuận lợi nên các diện tích lúa xuân của huyện Tiên Lữ đạt năng suất khá, trung bình đạt 68 tạ một hectare. Trong những vụ tới, huyện sẽ tiếp tục thay đổi cơ cấu giống để đưa giống nếp thơm Hưng Yên trở thành giống chủ lực trong cơ cấu trà vụ gieo cấy. Đến thời điểm này, huyện Ân Thi đã thu hoạch được 500 ha lúa xuân, chủ yếu là các giống lúa như Nếp Thơm Hưng Yên, Thiên Ưu 8, Sơn Lâm 1, Lộc Trời 153 và 183. Trong tổng số trên 7.600 ha lúa xuân của huyện, diện tích lúa chất lượng cao chiếm trên 70%. Lúa đạt năng suất cao nên bà con rất phấn khởi. Nhiều thương lái doanh nghiệp liên hệ đến thu mua thóc tươi ngay tại đầu ruộng, đặc biệt là các diện tích cây lúa nếp. Các xã thu hoạch nhanh là Vân Du, Xuân Trúc, Quảng Lãng, Đặng Lễ và Cẩm Ninh. Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, toàn huyện phấn đấu hoàn thành việc thu hoạch lúa trước ngày 10 tháng 6 để chuẩn bị cho gieo cấy vụ mùa. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các diện tích trồng vải trên địa bàn huyện Phù Cừ đang bước vào vụ thu hoạch. Trong đó, diện tích vải trứng bán được giá cao, người trồng vải rất phấn khởi. Đây là giống vải đặc sản của Hưng Yên, chất lượng ngon hơn hẳn các giống vải khác trên thị trường hiện có. Huyện Phù Cừ có gần 100 ha vải trứng, trong đó 15 ha đang trong thời kỳ cho thu hoạch, tập trung chủ yếu ở xã Phan Xào Nam và đang được nhân rộng ra các xã Minh Tân, Đoàn Đào và thị trấn Trần Cao. Nhiều hộ trồng với diện tích lớn như ông Mai Văn Diện, Nguyễn Văn Vì, Nguyễn Văn Chiến. Hiện tại vườn nhà ông Vì ở xã Phan Xào Nam vẫn còn cây vải trứng 150 tuổi. Năm 2018, xã Phan Xào Nam đã thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Tiến để bảo tồn và phát triển giống vải quý này. Giá trị của cây vải trứng này so với vải đai u thì khi thu hoạch thì cái vải này để ở ngoài tự nhiên từ 3 đến 4 ngày là cái quả vải là màu vẫn giữ nguyên màu sắc. Quả rất to, mã là rất đẹp mà chất lượng thì ngọt sắc từ 18 đến 22 quả một cân.
Hiện nay là chúng tôi ký với lại một số xã là xuất các cái cành chiết để mở rộng vùng vải, thí dụ như là đoàn đào, rồi trần cao. Thành quả của cái vải trứng này nếu như mà người có kỹ thuật mà làm nên hơn chốn thì nó giá trị sản phẩm cao nhất. Vì một cây có khi nó chỉ nằm trong 50 mét vuông thôi có thể cho thu hoạch từ 350 cân đến 400 cân kg trên một cây, nó có thể cho tới 20 triệu. Vải trứng là giống vải khó tính, thông thường cho thu hoạch cách năm, tức là một năm có hoa và một năm không có hoa. Tuy nhiên do áp dụng kỹ thuật tốt, trồng vải theo quy trình Việt Gáp, nhiều hộ trồng đã khắc chế được hạn chế này để vải ra hoa đều hàng năm. Năm nay, sản lượng vải đạt khá, toàn huyện Phù Cừ ước thu trên 15 tấn vải trứng. Hiện nay, các diện tích đã được đặt mua hết tại vườn để làm quà biếu với giá trung bình từ 50 đến 70.000 đồng 1 kg. Trong năm vừa qua, cái sản lượng vải trứng của Phan Xào đã được nâng cao. Đặc biệt của cái vải trứng Phan Xào là nó giá trị, thơm, ngon và mẫu mã đẹp. Trong thời gian tới thì được huyện ủy, ủy ban huyện cho phép quy hoạch mở rộng ra 79 ha. Thế và đang làm cái kế hoạch tuyên truyền để cùng với người dân, cùng với sở khoa học để xây dựng một cái quy trình chăm bón tốt nhất, thuận nhất, cụ thể nhất. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan cùng với huyện Phù Cừ, huyện Ân Thi mở rộng diện tích trồng vải trứng trên các vùng đất phù hợp để khai thác giá trị kinh tế từ cây vải đặc sản này. Vải trứng là giống vải ngon, đặc sản chỉ có ở Hưng Yên, tuy nhiên diện tích trồng còn ít, trong khi thị trường tiêu thụ vải trứng có nhiều thuận lợi hơn. Thời gian thu hoạch trước khi bước vào vụ vải thiều khoảng một tháng. Vải trứng Hưng Yên có vị thơm ngon, cùi vải dày giòn và khô nước, trọng lượng quả to, khoảng trên dưới 20 quả 1 kg, mã quả tươi, hồng, hấp dẫn. Những năm trở lại đây, nhiều diện tích chuyển đổi ở xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ cho giá trị kinh tế cao, đem lại cuộc sống sung túc cho nhân dân. Toàn xã có trên 320 mẫu chuyển đổi từ cây lúa sang trồng cây ăn quả, cây cảnh, với các loại cây chủ lực là ổi, quất cảnh cho thu nhập cao và ổn định, tập trung ở thôn Trấn Đông, Ngân Hạnh và Hòa Mục. Nhiều thôn 100% diện tích đất nông nghiệp đã được chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, cây cảnh như thôn Ngân Hạnh và Hòa Mục. Nhiều gia đình chuyển đổi diện tích nhiều từ 1 đến 2 mẫu như hộ anh Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Văn Huy, Trần Văn Bắc. Đối với những hộ trồng ổi, trung bình một sào trồng được 40 gốc ổi, mỗi năm thu hoạch 3 vụ chính, năng suất ước đạt gần 10 tấn quả một mẫu qua mỗi vụ thu hoạch. Trừ chi phí, các hộ dân thu lãi từ 120 đến 150 triệu đồng một mẫu trên năm. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào thi đua xây dựng khu dân cư 3.0 gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu luôn được đẩy mạnh và có sức lan tỏa rộng rãi trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Ba tiêu chí: không tệ nạn xã hội, không ô nhiễm môi trường, không lãng phí, hủ tục lạc hậu trong việc cưới việc tang được nhân dân tích cực thực hiện. Tổ an ninh trật tự an toàn giao thông của phường Phùng Chí Kiên được thành lập năm 2012, trong đó tổ an ninh trật tự có 27 thành viên, tổ an toàn giao thông có 5 thành viên tham gia. Tổ thường xuyên ra quân tại các nơi trọng điểm, tuyên truyền nhắc nhở cho bà con ký cam kết không lấn chiếm lòng lề đường, không tàng trữ mua bán trái phép chất cấm. Đến nay, 5 trên 5 tổ dân phố của phường đều thành lập được tổ an ninh trật tự, nhờ đó tình hình an ninh trật tự an toàn tại địa phương của phường được ổn định. Trên tinh thần kêu gọi của cấp trên, anh em chúng tôi tự nguyện thành lập ra những cái tổ đấy để đi hoạt động giúp dân, làm sao nhắc nhở bà con trong làng xóm sao an ninh cho nó tốt. Nghĩa trang đồng bộ của phường Dị Sử được xây dựng với diện tích 3 ha, tổng kinh phí xây dựng 12 tỷ đồng nhờ xã hội hóa từ nguồn đóng góp của nhân dân địa phương, con em xa quê và các nhà hảo tâm. Nghĩa trang đã đảm bảo tiêu chí vệ sinh môi trường, đồng thời đáp ứng nhu cầu tâm linh của bà con nhân dân. Từ năm 2018 đến nay, Dị Sử không chỉ thực hiện tốt việc xây dựng nghĩa trang đồng bộ mà 100% người qua đời đều thực hiện hỏa táng. Trong cái quá trình mà chôn cất người mất mà qua đời thì là đảm bảo coi như là vấn đề vệ sinh môi trường, mà đối với khu vực nghĩa trang mới hiện nay đưa vào sử dụng là đạt 100% là đối với cả cái trường hợp mà hỏa táng qua đời đưa coi như là về nghĩa trang mới chôn. Những năm gần đây, phong trào thi đua khu dân cư 3.0 đã có hiệu quả rõ rệt. Hầu hết các xã phường thực hiện hỏa táng đối với những người thân qua đời đạt trên 80%, thực hiện nếp sống mới văn minh tiết kiệm, không còn hủ tục rườm rà. Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên đẩy mạnh các phong trào.
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, phát thùng, nắp đậy và hướng dẫn 9.000 hộ dân thực hiện phân loại rác và xử lý rác thải tại gia đình. Với mong muốn giúp các em học sinh rèn luyện thói quen đọc sách, nâng cao kỹ năng giao tiếp, đồng thời giúp các em có những phút giây thư giãn sau giờ học trên lớp, nhiều năm nay, trường tiểu học Bình Kiều, huyện Khoái Châu đã tích cực xây dựng các loại hình thư viện. Thư viện sách đã trở thành địa điểm quen thuộc của các em học sinh trường tiểu học Bình Kiều. Đây là mô hình thư viện lớp học được nhà trường xây dựng từ năm 2015-2016. Đến nay, 17 lớp học trong trường đều có tủ sách được đặt tại các lớp. Hay công trình thư viện xanh của nhà trường được xây với tổng kinh phí là 300 triệu đồng. Tại thư viện xanh, cứ đến thứ tư hàng tuần, nhà trường lại tổ chức cho toàn thể các em học sinh ngồi đọc sách theo từng lớp học. Các em học sinh được làm quen, đọc và tìm hiểu trên 4.000 cuốn sách với nhiều thể loại như sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện cổ tích, truyện lịch sử. Để tránh nhàm chán, nhà trường còn thường xuyên phối hợp với các nhà tài trợ, phụ huynh, học sinh, giáo viên để quyên góp sách, góp phần làm cho các thư viện của nhà trường có nhiều thể loại sách hơn. Để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã chú trọng xây dựng mô hình Bệnh viện 5S và luôn đổi mới phát huy tối đa hiệu quả của bộ quy tắc này. 5S là cụm từ viết tắt 5 quy tắc làm việc của người Nhật, bao gồm các nội dung sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng. Quy tắc 5S đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều bệnh viện ở nước ta, giúp hạn chế sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng, tạo sự thông thoáng cho nơi làm việc, giảm thời gian tìm kiếm vật tư, hồ sơ. Để thực hiện tốt những nội dung này, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã thành lập tổ 5S, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các bộ phận thực hiện 5S. Hàng tuần, những đơn vị nào chưa thực hiện tốt 5S sẽ được yêu cầu thực hiện đúng các quy tắc 5S trong các cuộc giao ban. Bệnh viện thường xuyên cử người tham gia các lớp tập huấn 5S của Bộ Y tế. Hàng năm, bệnh viện mời các chuyên gia 5S về tập huấn cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ tại bệnh viện. Nhờ áp dụng bộ quy tắc 5S một cách nghiêm túc, quyết liệt, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên ngày một nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, giảm thời gian chờ đợi và tạo môi trường làm việc, cảnh quan bệnh viện xanh, sạch, đẹp. Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019, các đoàn thanh kiểm tra trong toàn tỉnh đã kiểm tra hơn 4.000 cơ sở thực phẩm, hơn 1.000 cơ sở có vi phạm, chiếm gần 30% tổng số cơ sở được thanh tra kiểm tra. Trong đó, số cơ sở có vi phạm do tuyến tỉnh kiểm tra là 73 cơ sở, tuyến huyện và xã là 1.111 cơ sở, số cơ sở có vi phạm bị nhắc nhở là 1.020 cơ sở, số cơ sở có vi phạm bị xử lý là 22 cơ sở, đều do các đoàn thanh kiểm tra của tỉnh xử lý. Tổng số tiền xử phạt là trên 66 triệu đồng, số cơ sở bị đóng cửa là 3 cơ sở, yêu cầu 9 cơ sở tiêu hủy sản phẩm, 2 cơ sở phải khắc phục về nhãn. Xét nghiệm nhanh 138 mẫu thực phẩm, phát hiện 5 mẫu vi phạm. Các nội dung vi phạm chủ yếu của các cơ sở thực phẩm là vi phạm về điều kiện trang thiết bị dụng cụ chiếm trên 15%, điều kiện về con người trên 13%, chất lượng sản phẩm thực phẩm gần 8%. Hiện nay, điều kiện cơ sở vật chất tại các cơ sở chế biến thực phẩm nhỏ lẻ, sản xuất thực phẩm theo mùa vụ, thực phẩm truyền thống chưa đảm bảo. Việc kinh doanh sử dụng phụ gia thực phẩm, kinh doanh sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng diễn biến phức tạp. Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhiều chợ trên địa bàn tỉnh còn kém. Hội đồng đội huyện Tiên Lữ đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện trao tặng 50 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thành tích xuất sắc trong học tập, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. Nhân dịp này, huyện đoàn cũng đã hỗ trợ trường mầm non Lệ Xá số tiền 5 triệu đồng để xây dựng khu vui chơi cho học sinh. Đây là mô hình hoạt động mới nhằm đẩy mạnh hoạt động trong tổ chức đoàn, đội, nâng cao vai trò của tổ chức đoàn trong các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi. Hội chữ thập đỏ huyện Ân Thi cũng vừa phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho gần 600 nạn nhân chất độc da cam trong toàn huyện. Tại 3 điểm khám của 21 xã thị trấn trên địa bàn huyện, đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện đã khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, các nạn nhân da cam được tặng quà và thuốc trị giá gần 300.000 đồng. Kinh phí được trích từ quỹ nạn nhân chất độc da cam của huyện. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng và giảm bớt một phần chi phí điều trị bệnh cho đối tượng nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa phát hiện bắt quả tang 6 đối tượng đều ở tỉnh Sơn La làm thuê cho các công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn Lâm.
đang có hành vi tàng trữ và mua bán trái phép các chất ma túy tại hai phòng trọ ở huyện Văn Lâm. Được biết, cả 6 đối tượng trên đều nghiện ma túy từ nhiều năm nay, làm công nhân bốc vác thuê cho các khu công nghiệp và các làng nghề trên địa bàn huyện Văn Lâm. Các đối tượng này đã mua ma túy từ tỉnh Sơn La về để sử dụng và chia lẻ bán cho các đối tượng nghiện tại các khu nhà trọ và công nhân tại các khu công nghiệp làng nghề. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.